Dạ, xin chào các anh chị các bạn xem kênh của Hiền Tota, mình là Sơn ạ. Vâng, clip này mình sẽ quay toàn bộ và tổng hợp giá toàn bộ những cái xe 7 chỗ và những cái xe mà pick up bán tải gầm cao các bạn nhé. Để các bạn nào mà có nhu cầu thì hãy đến Hiền Tota Bình Triệu hoặc là điện thoại cho mình, những số điện thoại trên màn hình nhé. Vâng, bây giờ mình quay chi tiết cho các bạn cùng xem nhé. Dạ. Vâng, đầu tiên là một chiếc Fortuner máy xăng một cầu số tự động. Đấy, đời 2012. Biển số này biển số tỉnh. Giá bán là 510 triệu, một chiếc xe màu xám lông chuột, rất đẹp. Vâng. 510 triệu thôi các bạn nhá. Đấy, đây. Nội thất đây. Vẫn còn rất là ok các bạn nhá. Đó. Xe 7 chỗ. Đây là một chiếc xe bán tải, xe Ford Ranger 2.2 nhập Thái, đời 2021 các bạn nhé. Đó, xe này biển số thành phố, xe còn mới cáu à. Đấy, bán tải mô bin kép, cái này một cầu các bạn nhé. Vâng, đó, mới chạy được 21.000 km thôi. Đây, nội thất đây. Đó, thùng đây các bạn nè. Đó, thùng đã đóng thùng hết tất cả rồi. Đó, rất đẹp các bạn nhé. Vâng, một chiếc xe Ventura, Innova Ventura. Ventura là một cái phiên bản đặc biệt của Innova các bạn nhé. 2018 nhé các bạn nhé. Giá là 695 triệu. Xe này 2018 mà đêm vẫn rất là mới các bạn ạ. Ventura là một cái phiên bản đặc biệt của Innova. Đây, xe đi được 95.000 km này các bạn này. Đó. Xe còn cực mới. Đó. Rất đẹp các bạn nhé. Đèn biết có thứ rất đẹp nha. Đó, rất đẹp. Vâng, Fortuner máy xăng một cầu số tự động, đời 2013. Đấy, biển số thì biển số tỉnh, màu bạc rất đẹp các bạn nhé. Đấy, 560 triệu chiếc xe này nhé các bạn nhé. 560 triệu, Fortuner máy xăng một cầu số tự động, đời 2013. Đấy, còn rất tuyệt vời. 560 triệu thôi. Vâng. Đây là một chiếc xe Mazda CX-8 Luxury nhưng mà xe này bán rồi các bạn ạ. Vâng. Fortuner máy xăng một cầu số tự động, đời 2017, nhập Indo nguyên chiếc. Giá 860 triệu các bạn nhá. 860 triệu chiếc xe này. Xe này mới chạy được 61.000 km. Đó, đây. Nội thất màu nâu da bò. À không, màu nâu sậm. Đấy. Nó hơi tối các bạn thông cảm nhé. Vâng. Xe màu xám lông chuột. Xe này cũng có link chi tiết rồi. Các chị bạn nào mà cần link chi tiết chiếc xe này thì mình sẽ gửi sau nhé các bạn nhé. Đấy. Cần thì mình sẽ gửi. Vâng. Một chiếc xe rất là rẻ, Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động, đời 2012. Giá bán chỉ có 480 triệu thôi các bạn nhé. Biển số thành phố. Đó. Đây, nội thất đây. Đó. Nội thất màu kem. Xe 2 cầu đây này, có cái cần gạt cầu. Dạ. 480 triệu các bạn nhá. Máy xăng 2 cầu số tự động, đời 2012. Vâng, đây cũng lại một chiếc xe Fortuner máy xăng 1 cầu số tự động, đời 2013. Đấy, màu bạc nữa các bạn này. Đó, màu bạc đây. Nội thất đây. Đó. Còn rất ok các bạn nhé. Triệu. Vâng. Đây là Innova 2.0e đời 2018. Giá bán là 590 triệu các bạn nhé. Một chiếc xe màu đồng. Innova đợt này thì nó đang rất là hot. Đấy, bán rất là chạy các bạn ạ. Vâng. Về xe nào là hết xe đó. Đó, chị bạn nhìn này. Nội thất này, nội thất nỉ này. Đó. Màu đồng các bạn nhé. Mình quay trong này nó hơi tối các bạn thông cảm. Đó. 590 triệu các bạn nhé. Màu đồng Innova máy 2.0e số sàn 8 chỗ. Giá bán là 590 triệu.
Đây là một chiếc xe mới về đấy bạn ạ. Innova Venturer đời 2017, nhưng mà đây là một chiếc xe cọp mới chạy được 15.000 km. Cực kỳ cọp, biển số thành phố các bạn nhé. Đấy. Venturer màu đỏ. Đấy. Đây nội thất đây. Đấy. Xe mới chạy được mấy mấy ngàn km thôi. Đấy, đời 2017. Vâng. Giá bán là cũng 695 triệu các bạn nhé. Đấy, 695 triệu chiếc xe này. Đấy, xe mới về đang chưa dọn rửa, các anh mới dựng lên để coi, để dọn rửa đấy các bạn ạ. Vâng. Vâng. Đây là toàn bộ những cái xe 7 chỗ và xe bán tải gầm cao ở Hiền Toyota Bình Triệu các bạn nhé. Các chị bạn thích cái chiếc xe nào thì hãy alo cho mình. Số điện thoại 0903 693232, những cái số điện thoại mình đã ghi ở trên màn hình hết rồi. Hoặc là các chị bạn là gần thì đến Hiền Toyota Bình Triệu, 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức xem xe, đi thử xe các bạn nhé. Vâng. Các chị bạn xem kênh vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Vâng, xin cảm ơn các bạn xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào ạ.